để xem thế nào. Thì bé cho nó đỡ mỏi mỏi. Đấy, thoải mái. Ngồi đóng nắp vào đi. Hai con để cho nó phải chống cháy. Em đóng vào đi để anh lấy số xe. Không, em đến Bắc Quang. Bắc Quang à? Vâng. Đằng nào nếu mà lên Hà Giang thành phố qua Bắc Quang nhé. Xe nào lên thành phố là qua. Nếu em ra Sơn Tây em bắt xe Yên Bái về với xe Yên Bái thôi, bắt thẳng Hà Giang. Ông đang ở đây mà. Cầm giấy kia về mà đọc hướng dẫn đi. Ông này nuôi về này thì yên tâm là nó to này, yên tâm. Về chủ yếu là nhốt vào cái diện tích bằng cái buồng mình đã. Cho rau muống, rau đường đoan, rau lang nhá. Đấy, cho nó từ từ bóng nó sách. Số của em là đuôi bao nhiêu? Số của em đuôi bao nhiêu thì anh gửi tin nhắn cho cái xe Tuấn Tài ở Sơn Tây. Đây là xe 74 đúng không? Số đuôi ban nãy là 334 đúng không? Bây giờ ông đèo cậu ra ngoài bến xe Sơn Tây. À, số của em là đéo tao bây giờ, nhưng mẹ nó đùa. 013 không đâu, bao giờ tao lúc trong này gọi cho tao đuôi bao nhiêu? 038 xe không biết vào thì nào. Chờ. Nhanh anh thằng số của anh nào. Đấy đi luôn mà. Đi luôn nhau kịp 11 rưỡi tao phải chở ra xe Thanh Hiền sữa rồi. Tao tưởng cho bến xe. Rồi. Rồi ok quên. 076. Tí anh gửi số gọi số đấy bắt xe. Anh mày cứ ngồi đây chơi đi. Tao chở sữa nó ra xe Thanh Hiền, tao ra vào quay vào tao đón ra Sơn Tây. Kịp không bây giờ? 12 giờ 10 nó đã đi rồi. 2 giờ 10 bây giờ mới 11 rưỡi. 12 giờ 10. 12 giờ 10 xe đã chạy rồi. Ai bảo 12 giờ 10? Xe gì? Xe Tuấn Tài. Xe Tuấn Tài 12 giờ 10 là đi, ông đi luôn rồi cả. Đi, ngồi lên đi luôn đi, không có bàn nữa. Thanh toán xong hết rồi. Thanh toán gì tao không biết, nhưng mà bây giờ khách của tao, mẹ khách kia cũng như mày ấy. Bây giờ tao chở sữa ra xe Thanh Hiền cho nó. Thế ông cứ chở ra Xuân Khanh, ông nhờ ngào chuyện chở ra Xuân Đây cho cái. Rồi thì không. Đấy đi. Toàn là ông điều khiển được mà. Điều khiển thì đơn giản đi nhanh. Còn khách nhỉ? Ôm luôn. Lấy hết bao nhiêu thì giả cho ông. Ông xách cái túi cho ông, xách túi. Mày tận Hà Giang về đây tao cũng phải tìm. Thôi cứ vậy đi, có gì điện cho anh nhá. Thuốc thang đầy đủ nhá. Đấy khách của cháu đây ông, làm việc ok nhá. Rồi. Tạo điều kiện cho em nó đúng 12 giờ 10 xe nó qua đấy mà. Đúng 12 giờ 10 xe nó qua chỗ Sơn Tây ấy. Bảo nó đã ở xuống cái chỗ. Đúng rồi, xuống chỗ cái nghĩa trang nhá. Nó đi bắt. Hello. Anh Thao à? Ừ, rồi, cũng nhận ra anh à, cảm ơn. Thế hôm ý là nào, từ hôm ý là nhận 5 con đà điểu về Tân Nguyên Lai Châu là tình hình thế nào, hỏi thăm tí. Vẫn ổn anh ạ. Ừ, thế bây giờ em nuôi như thế nào, có đúng theo hướng dẫn của bên anh không? Có, em cho ăn cám, xong ăn cám cỏ. Ừ. Xong ăn cho ăn thêm ít rau. Ừ. Xong rồi em giải bạt em giải bạt cho nó đi thôi, không có thảm. Được à. Không anh? Thì mình không điều kiện thảm thì mình giải bạt là tốt lắm rồi. Ừ. Vâng. Thì bạt thì nó hơi trơn, cẩn thận nó xoạc chân. Vâng ạ. Còn vâng. Nếu mà ấy được thì cho nó cái gì đấy nó giảm, nhưng mà em thấy nó có trơn không? Không, cái bạt này là bạt cũ rồi, bình thường thôi ạ. Ừ. Nó nhăn nhăn hết rồi, nó không ấy. Được. Thế rau thì thái nhỏ ra đúng không? Dạ vâng ạ. Thái nhỏ ra thì rau gì, cho ăn rau gì? Em cho rau cải bắp ạ, xong rồi cho ít cỏ voi ạ. Cái rau mềm mềm nhỏ nhỏ thôi nhá. Vâng ạ.
Ăn cám thì nếu như mà có cắm gà màu là tốt, còn không có gà màu thì đừng cắm gà trắng, nhưng mà cắm màu thì nó sẽ phù hợp hơn một chút. Vâng, em cho cắm cò, cắm mảnh cò nhỏ nhỏ đây. Ừ. Đang cho ăn gà đấy ạ. Vâng. Thế bây giờ là nó nhanh nhẹn đi lại rồi, nó khỏe mạnh, năm con vâng đi lại đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thấy người ấy, nó cứ chạy đến để gần mình. À thì những cái mác ở trên cổ nó bọn em tháo ra rồi, không sao đâu chứ anh. Ừ, thì của em rồi thì em muốn xử lý thế nào thì việc của em đi. Tháo ra cho nó khỏi vướng ngay, nó khỏi vướng, nó khỏi bận nhá. Vâng. Ừ, thì ở trên đấy thì có ai hỏi sau này thì cứ giới thiệu nhá, để vì em. Vâng ạ. Từ cái lúc gọi là chưa bây giờ nhận được con giống nhưng mà cứ chuyển tiền đủ từ bên anh là cũng hơi no nắng nắng đúng không? Nên bây giờ là cũng nhận được rồi, là cũng cảm thấy ok rồi đúng không? Vâng ạ. Vâng. Rồi ok. Đấy nhá. Vâng ạ, em chào anh ạ. Cảm ơn anh nhiều. Alo. Em ơi, chị nhận được đà điểu rồi nhá. Vâng, ok chị. À này, chị hỏi này, ý nó có mấy cái loại thuốc hay cho uống cái loại nào trước vậy? Thì cho uống cái uống với lại cái gói, hai gói trước, còn thực ra là uống tất cả ba loại, nhưng mà theo cái chỉ dẫn của cái gói mà xanh xanh đấy thì chỉ cho theo cái tỷ lệ ấy, chị đọc hướng dẫn sử dụng xong rồi chị cho nhá. Nó chỉ một muỗng cà phê nhỏ nhỏ rồi cho vào một ít nước rồi mình cho nó hòa với cái uống với cái đó là cho nó uống trong vòng một tuần đầu. Là cái gói là gói uống nước phải không? Gói uống đấy thì không quan trọng về số lượng lắm, nhưng mà cái gói xanh xanh cái gói cái dán liền mình gói uống đấy là chị phải để ý về cái tỷ lệ của nó nhé. Hai cái đấy pha chung à? Pha chung, cái uống thì nó là chỉ là cái thuốc gọi là nó bổ sung thêm cái vi khoáng các thứ. Còn cái xanh xanh kia thì mình phải pha đúng liều lượng là một cái muỗng nhỏ nhỏ thôi. À ừ, bên đấy chị mới pha có một cái uống. Ở trong đó nhiệt độ nó có ấm không chị? Ở con tôm đấy nghe em. Vâng, nhưng bây giờ nó có ấm không? Bao nhiêu độ? Em bảo sao? Ở bây giờ nó có nắng ấm không? Nó bao nhiêu độ? À, nó trời nó mát mát nên chị ốm bóng rồi. Chị ốm bóng to rồi. Nó có khỏe mạnh không chị? Khỏe, nhìn khỏe đẹp lắm. Nhưng mà cái gắn ở cổ nó thì có bao cáo cắt được bỏ, không? Cắt bỏ đấy, cắt bỏ cho đỡ vướng víu. Và bấm nó đi à? Vâng, vâng. Thế là chị nhận được sáng nay à? Chị nhận sáng nay lúc 4 rưỡi. 4 rưỡi sáng à? Nhưng mà thấy nó khỏe mạnh ấy, thấy cũng đẹp. Thế là nhưng mà em gửi từ chiều hôm 30. Tôi gửi từ 30 vậy nó không cho ăn uống thì chết à? Thế chả cho ăn uống à? Nó có cho ăn không? Chứ không cho ăn nên làm sao mà nó sống được, chị buồn cười thật. À không, chị tưởng là nó chịu 40 ngày thì đâu biết đâu. Chị nên nhớ là trước khi đi này em đã tiêm nhỏ để cho nó có đủ năng lượng, nó sống trong vòng 3 ngày rồi. Ngoài ra là cái việc uống nước ăn bổ sung là anh em nó có ở cái trạm nghỉ đấy, em phải thuê người ta chăm cho chị đấy chị ơi. À thì không biết. Ôi rồi đấy. Alo. Vâng, alo, hỏi thăm chị là khách hàng về Nam Đàn Nghệ An mua 4 con đà điểu ấy mà. Đúng rồi ạ. Vâng, tình hình chị nhận thì bây giờ chị nuôi có chế độ như nào ạ? Thì cũng đang cho ăn tạm của gà này với lề ru luôn, còn nó còn cắt nòng nó ăn anh ạ. Rau muống hoặc rau hoa trắng hoặc là rau gì đó, có rau cỏ mềm mềm ngọn hoặc là da cải bắp mình có thể thái nhỏ nhỏ là vừa miếng cho nó ăn với dạ. Với cái cổ họng của nó như thế thì mình thái vừa miếng dạ. giải thảm lệm đấy rồi thắp bóng chửa cho nó dạ. Con giống là điều trên mạng đi cứ đi mình thấy tin cô gái hay đấy dạ. Hoặc là có những cái biến động gì thì mình tham khảo về cái vấn đề chăn nuôi cửa hàng gia cầm hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên mình nhá. Dạ, dạ. Bên mình ngày trước là về Nam Đàn Nghệ An nó cũng chuyển đủ tiền cho bên mình đúng không? Dạ dạ. Chuyển tiền trước hoàn toàn 100%, bây giờ nhận là điều cảm thấy hài lòng đúng không? Dạ dạ. Ừ rồi ok, có ai thì nhận được tiếp. Tại nó lớn lời nó nhiều đấy. Ừ, nó nhanh lắm, cái loại này nó lớn kinh đấy. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi cảm ơn anh nhá. Rồi ok. Alo. Ừ, chào em. Dạ, em chào anh nhá. Ừ. Cái tình hình nhận đại hiểu thì là thế nào rồi? Anh ơi, hôm em nhận không đi ra máy rồi, từ hôm đấy là phải quen em đấy. Hiện nay như lúc khỏe mạnh không sao nhỉ? Khỏe mạnh à? Em nuôi như nào? Nuôi theo đúng hướng dẫn của bên anh không?
em cũng trải thảm cho nó nằm, xong bắt đầu em thắp điện, xong bắt đầu em cho ăn cám cám mảnh thì nó lại không thích nhặt bằng bằng cái cám mà nó viên 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 không mảnh ấy. Ừ, viên viên như kiểu viên ống ống như viên đá lửa. Đấy đấy. Ừ. Còn cái kia nó cụm thì chắc nó không không thích nhặt, thế em cho ăn lại đấy. Một ngày em thi thoảng em để cho tí tôm hú thấy nhỏ nhỏ em vắt ở đấy cho nó chén. Ừ. Cho ăn rau riêng đúng không? Vâng. Ừ ừ. Thế là thấy nó cũng nhanh nhẹn, thấy nó cũng háo ăn. Vâng. Em giờ ở chỗ nào Hải Dương nhỉ? Mấy viên B1 vào cứ em đáp ở đây này cứ thấy nó nhặt ăn không? Ừ. Mỗi con ăn một ngày ăn được mấy viên B1? Em cứ phải vất vào chắc phải gần chục viên. Gần chục viên chia chia cho ba con. Ba con thì thôi giảm bớt đi, giảm khoảng ấy thôi, giảm khoảng 5-6 viên đổ lại thôi. Vâng. Ừ. Nó mỗi ngày viên 2 viên đổ lại thôi. Vâng. Ừ. Tại em hay chăn ngan ngỗng mọi thứ đấy. Ờ thì em đã từng nuôi ngan rồi thì em tự biết cái gì như thế là em có lợi thế mà chăn nuôi. Vâng. Ừ. Nhưng mà anh ơi, cái đà điểu này em tưởng là nó cũng phải nhiều như ngan, nhưng mà em thấy giải thảm mà nó không bẩn như kiểu ngan với ngỗng vậy. Ờ thì nó loại này thì nó không không ỉa nhiều như ngan, nó không dùng nước nhiều. Bởi vì cái ông tổ của nó sa mạc thì đâu có nước được mấy đâu, nó vẫn uống nhưng mà đại khái là nó chịu đựng tốt hơn là ngan ngỗng. Vâng, ngan ngỗng thì nó uống một bình ấy, nếu mà cơ thể nó mà to như con đấy thì nó phải uống nhiều, cho nên con này nó uống ít, cho nên em phải thay nước. À thế à. Ờ. Alo. Alo. Ờ chú ơi, tôi chuyển tiền rồi đó, chừng bao lâu chú nhận được vậy hết? Vâng vâng, nó đây để kiểm tra, nó nếu mà chuyển thì nó sẽ có luôn, báo luôn qua điện thoại bác ạ. Vậy hả? Ờ vâng. Vậy là tôi mới chuyển xong rồi đó, là không biết bao lâu tới chú, tôi không biết. Bác chuyển 10 triệu đúng không? Ừ. Tên là Trần gì? Trần Thị Hưng. Trần Thị Hưng đúng rồi, ok đây rồi, có rồi. Có chưa, nó có báo chú chưa? Có báo rồi, báo rồi, báo nhận được rồi bác nhá. Nhận được lúc 9:43 kìa. Rồi không? Quen ăn thì bây giờ thái cái rau mềm mềm, thái như lá chanh vụn vụn nhỏ nhỏ mới để cái cắm gà, nhưng nếu mà cắm gà đỏ càng tốt nhá. Cắm gà loại gà đỏ đi nhá. Gà đỏ gà màu thì... gà màu đấy, nó gọi là gà màu và gà trắng đấy. Thì ăn cái cắm gà màu là nó sẽ hợp lý hơn nhá. Trừ bần cùng không em có. Em cho cắm nó ăn suốt mà. Ờ, chứ không con nó ít kiểu nước xanh trắng anh ạ. À không, cái giống này nó thế, con nào cũng thế. À. Ừ, nó hơi có vị trắng trắng chứ không phải nó đi ở đâu. Vâng. Ừ, thế cố gắng giữ nhiệt cho nó rồi chăm bẵm cho nó, tìm hiểu một số cái thông tin để thì xung quanh nó nhá. Vâng. Nó có hai nó cũng đặt 4 con nữa ấy, mà em bảo là để em nuôi xong là nó nghe khỏe khỏe thì em lại đặt anh gửi cho em 1 con nữa. Ờ được, cứ nuôi thêm khoảng 1-2 tuần nữa xong đặt sau nhé. Vâng. Ok. Cảm ơn anh nhá. Vâng, anh ơi, em nhận được rồi, hôm nọ em nhận được rồi, em gọi lại cho anh thì không thấy anh nghe máy. Ờ, thế anh hỏi thăm thì thế nào, về Hà Giang, về Quang Bình, Hà Giang đấy thì nó khỏe mạnh không? Em nhận được lúc mấy giờ? Em nhận được lúc 5 giờ chiều anh ạ. 5 giờ chiều. Sáng anh gửi đúng 6 giờ sáng, 5 giờ chiều nhận. Vậy thì là có mất có 11 tiếng. Vâng. Ừ, thoải mái. 11 tiếng thoải mái. Khỏe mạnh không? Có nhận, nhưng mà em thấy nó ít ăn ấy nhỉ? À ừ, cái bọn này nó còn nhỏ, nó phải mất khoảng tầm từ hôm ấy, hôm nay là mới có được 3 hôm à? 3 hôm anh ạ. Nó phải 1 tuần sau nó mới ăn ác em ạ. À 1 tuần sau mới ăn ác. Ờ, bây giờ em, điều quan trọng là em cứ giải, em có giải thảm cho nó không? Em không, em giải cát thôi, cát mềm hay cát chát. Ôi giời. Thế bây giờ phải giải cho nó vào một cái của em là 5-6 con đúng không? Vâng. Em quây nó vào một cái diện tích nó chỉ khoảng bằng cái giường mình ngủ thôi. Em giải cái thảm trải nhà đỏ đỏ đấy. À vâng. Em thắp cho nó một cái bóng sưởi của úm gà nhá. Vâng. Nằm nó nằm vào cái thảm ấy nó không bị lạnh bụng em ạ.
Thế ạ. Giải cát bây giờ là nó phải tầm 1 tháng nữa thì em mới cho cát vào được. À thế ạ, vâng vâng. Thì điều quan trọng bây giờ là em phải làm luôn, em giải thảm rồi em cũng sửa cho nó rồi em lấy cái rau hoa trắng, rau có nghĩa là cái rau cỏ dại em thái nhỏ như kiểu thái lá chanh, nó dăm mịn mịn nhỏ nhỏ thế. Vâng, vâng, vâng. Về cám cái kia ra thì em lấy hai cái viên gạch chi, xong em mua cái máng mà em để trên video đấy, cái máng mà nó rộng rộng khoảng bằng cái miệng của cơm điện mà nó cao khoảng tầm 40-50 phân đấy, em để nước cao đấy cho nó khỏi ngã vào trong đấy. Vâng vâng vâng. Cứ làm như thế để cho nó sưởi mới cho nó ấm bụng nó, đừng để nó nước nó ra lên nhá. Vâng 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 ạ. Có nó y ướt rốn là lạnh bụng rồi nó đi ngoài, nhưng mà phân của nó hơi trắng trắng không vấn đề gì đâu. Vâng vâng. Loại này nó vẫn thế, còn thế là giải thảm thì khoảng bao nhiêu lâu là mới bỏ thảm mới được nhỉ anh nhỉ? Giải thảm ít nhất khoảng như trường hợp của em ít nhất khoảng 2 tuần nữa. 2 tuần nữa. Ừ. Thì mình cứ lúc nào nó đi ra đấy thì mình lại lấy cái bay sợi dây mình để ho nó đi, mình vệ sinh cho nó ấm áp sạch sẽ vào. Vâng. Cám thì mình cho ăn để một góc đấy, xong thì cái phần chua chua dư đấy mình cho gà ăn, còn mình lại cho cái mới ra cho nó khỏi chua. Rau thì mình cho ăn theo ngày 2 lần để ra một cái máng nó ra nó ăn một lúc sau lại cất nó đi chẳng hạn, đừng trộn rau lẫn cám nó chua. Vâng. Hỗ trợ cái tuần đầu là mình hỗ trợ để cho nó ổn định với cái khí hậu và cái quá trình đi nó mệt mỏi thì cố gắng tuần đầu để ý nó một tí. Vâng. Quan trọng nhất là nhiệt nhá, lúc nào cũng phải trên 30 độ, 33 độ thì nó mới đúng kiểu của nó, thì nó ở ngoài sa mạc. Vâng. Giống của nó là sa mạc mà nhá. Vâng. Ừ, nên nếu mà ai mà có hỏi thì đấy là đấy như em ấy, em chuyển tiền nhận chuyển hàng cho em được nhá. Vâng. Ok. Vâng. Anh nghe thôi. Nó báo anh tháng nay vào anh nhận đúng không? Xe nó vừa tới rồi, anh tôi xuống đồ chờ chút xíu nó về lại nó mới xuống được. Anh rồi anh ra tới đây rồi. Anh xuống rồi. Anh xuống xong anh này đi về đến miền Tây mất 7 tiếng nữa. Miền Tây chắc có 7 tiếng nữa. Thì bây giờ em bảo anh như này nhá. Rồi, anh kiếm lại một cái không gian nào đấy nó như kiểu là quay nó vào tròn tròn như cái 1-2 mét vuông hoặc như cái giường mình ngủ mình tròn tròn ấy, mình không có cái gì giải được mà không có cái gì giải thì anh bỏ ra cho nó ăn mấy hạt cám với một ít nước uống nhá. Cho nó nghỉ ngơi cho nó bông tơi lông đi, xong bắt đầu anh lau sạch hết cái hai cái thùng xốp đó đi, lấy cái rẻ lau sạch đi, xong rồi cho nó nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Nếu mà kiếm được cái chỗ nào mà nó kín mà nó ấm chấp nhận được là cái tốt, còn không thì cho nó nghỉ khoảng nửa tiếng 15 phút ăn uống nước cho nó bông tơi, xong rồi nó lau sạch cái thùng ấy, bắt đầu là bắt xe là về luôn. Còn nếu mà nhờ được ai đó thắp cái bóng uống cho nó ăn uống nước khoảng 15 phút rửa để ngoài có chỗ ăn nắng được không? Dạ. Để ngoài có ăn nắng được không? Ở trong đây nắng à? Có nắng ra ngoài nắng tốt lắm. Nắng to à? Đây là nắng to 30 độ luôn đấy à? Ngoài nắng 3 mấy độ luôn đó, không rồi ngoài 3 mấy độ luôn à. Thế thì ngon. Thế thì anh chỉ cho ra ngoài trời, không phải thắp thiết gì cả. Anh quay nó vào cái chỗ nào đấy mà nếu không thì có cái gì thì giải cho nó khỏi trơn, có cái lệnh cái thảm hay là có cái gì nó êm nó không bị hỏng chân. Thì anh cho nó uống nước nghỉ ngơi khoảng 15-20 phút, 30 phút, cảm giác nó thoải mái một chút thì bắt đầu vệ sinh sạch cái thùng xốp, rồi bắt đầu nó bắt xong rồi nhảy về miền Tây nhá. Em có hỏi chút là cái dòng này là trước khi cái phân của nó là nó vẫn có cái nước gì phải không anh? Đúng, cái giống của nó là nó có cái tí nước trắng trắng đấy. À nhá. Em cứ lưu ý cho anh một cái vấn đề là nó không cần phải vận động nhiều, nó chỉ bằng cái chiếu thôi, bằng chiếu mình ngồi uống rượu thôi. Quay nó vào rồi giải thảm cho nó ấm bụng, rồi thắp móng sưởi cả ngày, khoảng 2 tuần nữa. Cỏ voi, rau hoa trắng, rồi rau cải bắp, rau muống là mình thái nhỏ, có thể, nhỏ nhất có thể, nhỏ để nó vừa miếng với cái cổ họng của nó trôi vào ấy. Vâng, em thái nhỏ thôi. Ăn rau thì nó tăng chất xơ, là nó sẽ vận động tốt hơn, tránh trường hợp bị liệt. Đấy, nếu mà... nó ăn nhiều thì mình chỉ cho ăn sơ nhiều, đừng có mà cho ăn nhiều đạm rồi nhiều những cái tích nước cái thứ là nó người nó lúng líu là cái chân nó không đỡ được, người nó là mệt.
Vâng. Nhận ạ. Có giải thảm dưới nền không? Có, mới giải thảm mà. Ừ, giải thảm cho nó ấm bụng, cho nó khỏi lạnh bụng. Dạ vâng. Rau thì có rau gì? Trên đấy có rau gì? Em cũng rau ngoài trắng. À, rau ngoài trắng. Lấy cả rau muống, rau bắp cải nữa. Dạ vâng. Thái nhỏ mềm mềm vừa miếng cho nó ăn. Vâng. Mua đấy bao cám gà màu nhá. Mai lúc nào rỗi mua đấy bao cám gà màu cho nó ăn khoảng tháng đầu. Dạ vâng. Cám... Ừ, còn... dạ vâng. Mình ở Đình Chám đúng không? Đình Chám Bắc Giang. Dạ vâng, em Đình Chám ạ. Người vui, bản Nam Định. À, Nam Định. Nam Định đợt trước lấy đà điểu gì? Vâng, nghỉ năm con này. Thế tình hình nào rồi? Thế nó cũng chưa. Bây giờ như này nhá, bạn ở sở sổ ra là bạn ở quốc lộ 37B, vôi bản vụ bản Nam Định. Thì cái con này thì đầu tiên anh phải giữ nhiệt cho nó trong vòng 2 tuần tới tốt. Giải thảm cho nó đấy. Thứ hai là mỗi một con là mỗi một ngày khoảng 1 đến 2 viên B1 vứt ra cho nó nhặt. Dạ vâng, khỏe lắm anh ạ. Em về em làm cái chuồng, em bảo muốn vào xem cái Zalo của anh để chụp ảnh cái ấy gửi cho anh xem có đúng không. Thế thì chả đúng thì thằng nào vẽ được ra là điểm mà đưa cho em. Không phải để có đúng là cái chuồng làm kiểu đấy, kiểu như kiểu trên anh đã hướng dẫn ở trên YouTube ấy. Thì bây giờ em tả như nào, ăn uống như nào, nào em lúc em nhận là như nào bây giờ, rồi nhà xe nhà chiếc họ làm việc có ổn không? Thì lúc em nhà xe lên đến nơi thì là em lấy lúc 3 rưỡi chiều. Ừ, 3 rưỡi chiều thì đến nhà mất sáng mà anh gửi đi thì lúc 6 giờ, mà 3 rưỡi chiều là em nhận là quá khỏe mạnh, tại vì anh gửi vào trong thành phố Hồ Chí Minh kia nó đi đúng khoảng 50 tiếng. Vâng. Đây là mình ở ngoài miền Bắc với nhau thì nó chả khỏe. Chắc là nó ăn uống phàm lắm đúng không? Vâng, nó ăn linh tinh. Lúc đầu em không biết, em về em giải cát xong rồi mới lên xem lại, với rồi về mới đi lấy cái đệm kia về giải lại cho nó, không cho nó ở cát trước. Nó bé thì mình cứ để cho nó, tại vì cát thì ra vẫn tốt thôi, nhưng mà mình sợ là nó bé là cái độ sốc thức ăn, độ luốt thức ăn nó không thể nhạy được, nên sợ là nó ăn cát nó sặc, hiểu không? Vâng vâng. Nhưng mà mình lúc nào nó cứng rồi thì cái việc cát là rất tốt, bởi vì cái, trong cái cát là nó hỗ trợ tiêu hóa cho nó. Dạ vâng vâng. Em lấy về thì ở đây họ cũng bảo là cũng muốn mua thêm một vài con, thì em bảo là bây giờ phải họ bảo cũng chưa biết là có không, thì có gì em gọi lại sau á. Biết cái gì thì bây giờ anh làm gì có đâu, tất cả ai đặt tiền thì mới nói chuyện, còn cứ gọi điện thì không bao giờ mua được. Vâng vâng. Tại vì thực ra hôm đấy là anh đấy cho em thấy anh ưu tiên, nhưng bây giờ anh cũng bao nhiêu khách hàng họ cũng xếp chờ đây, chứ bây giờ em là người tiền trước thì anh gửi cho em trước. Ôi, một cái ăn rau nó ngột đấy anh ạ. Ăn rau gì, em thái rau gì cho nó ăn? Em thái rau muống ấy ạ. Rau muống tốt, nhưng mà thái nhỏ mịn ra cho nó đỡ hóc vào mồm. Vâng vâng, em chỉ là em thái nhỏ với là cho nó. Thái nhỏ như thái lá chanh ấy. Vâng vâng, với bột của gia cổ này. Thế anh ấy, em ra thử cho nó uống mất ống với nó tốn anh. Ôi giời, thì uống cái gì mà đau vội linh tinh thế nhở? Bây giờ cứ dùng như thế. Không, em chưa cho nó uống đâu, em hỏi anh đi cho nó uống thử thôi. Chỉ cho ăn cám úm của gà, rồi thuốc úm, rồi một số cái thuốc cần thiết, rồi với lại ăn rau. Thì rau muống thái, rau cải bắp thái, hoặc là rau hoa trắng đấy, những cái thứ có rau cỏ mềm mềm đấy. Vâng, em biết đấy, em muốn cho nó. Thế cái chuồng có giải thảm không? À, khi chuồng mới bước đâu nó về em giải thảm về tên với đường dưới, em còn bỏ cái tủ cho nó anh á. Đấy con bấy giờ thì nó lấy ở trên nó châm, em thấy nó bẩn quá, em lấy bỏ tủ cho nó dây ở trên tủ, tủ dây ấy. Ừ. Có được không anh, cái tủ, cái vỏ trấu ấy. Ôi, cái vỏ trấu á? Vâng ạ. Ôi, gì? Vỏ trấu, em có nhìn thấy nó nhặt vỏ trấu không? Nó có ăn vỏ trấu không? Không, nó nhặt nhưng mà nó nhả lá cho nó không ăn anh ạ. không, bây giờ là phải ấy, phải cát khô mấy mẹ thảm rồi. Em giải thảm ra xong em dẫn cát vào được thì sao cả. Còn cái bãi phân nào nó bị ở đây em cứ tiếng này thì em đi qua đi lại, em thấy em lấy cái bay thợ xây em hót bỏ nó đi. Đầu tư hai cái thảm cho nó gối nhau, cái nọ giặt thì cái kia giải ra mất khoảng 1-2 tuần thì xong, còn hẳn thảm đi để cát không. À vâng, em để cho nó để nó nằm bên chỗ hay là nằm bên
cát sông cát nhưng mà để cát khô cát sấy cát ẩm. Vâng, em hiểu đấy, em thấy nó năm được mấy cái nó là ít cát thôi, còn sau này là lớn thì cát nhiều hơn. Vâng, thế thì em sửa lại. Vâng, em thấy nó tí được bật nữa. Vâng, nó ăn đủ khỏe mạnh rồi, nó như anh hiểu là chết. Dạ? Mấy giờ em được? À, hôm nay là đến tân 7 giờ 30 tuổi em nhận được anh ạ. Alo, bác à? Ơi! Bác nhận lấy ba con đà điểu gửi sang bên Lào ấy mà. Đúng rồi. Vâng, thì cũng bên bán hàng thì cũng gọi điện hỏi thăm bác xem là bác nhận được lúc nào và cái tình trạng như nào thì hướng dẫn thêm cho bác. Ừ, vì hôm mới bắt đầu là nhận được về đến hôm sau ấy, thế bảo là yểu tích trắng. Và hôm gọi lại bà cũng sợ, nha bà, thì là mi gọi lại thì không gọi được. Thế, dạ. Thế là xong rồi bà lại có sau uống cái thuốc gì đấy. Dạ. Hay là cái loại cho gà cho vịt ăn đấy, thế là thôi uống từ hôm còn thì là không thấy bà ấy gọi nữa. Thế có khi là được rồi. Cái con đà điểu này là nó cả đời nó yểu tích trắng, như có phải là cái gì đâu mà kiểu gì nó vẫn có một tí trắng. À, thế và à? Nhiều người đọc ở trên cái phiếu đấy ghi rõ là nếu như các bạn nhìn thấy trắng đừng hoảng sợ, mà trên phiếu ghi rõ thế mình lại không đọc. À thế à, thế thì khi bà lại cái không con này là thế, bao giờ nó có một tí trắng trắng như kiểu nước vôi á. À thế à. Thế nhưng mà cái đặc tính của nó thế, không sao cả, dần dần nó hết, lớn dần hết dần. À thế à. Kể cả lớn nó cũng có một tí. Và... À lớn nó cũng tí. Thế là bà ấy là bà mẹ à? Không, bà là chủ đồng đền đấy. Bà bên đền ở bên Lào đấy. À bên đền bà à? Lại thích luôn. Bà là ở bên đền đấy chứ bà có phải tăng bà có phải ấy gì đâu. Bà thế là nhà chùa, nhà chùa. Nhà chùa, nhà đền đấy. Ừ. Nào bà cứ gọi điện bà bảo tôi mong tôi đợi quá mấy nọ kia bảo không biết là bà đừng bóng mà. Ừ. À bà người Việt hay là người này gì? Bà người Việt nghe bà đẻ. Ê. Từ ngày xưa bên lớp cụ bên đền ở bên ấy, nên bà chung lâu bà ấy giờ là bà là chủ. Đấy, bà chủ hai cái đền ở bên Lào ấy. Vâng. Ừ, thế đi. Nhưng mà bà lên mạng, bà thấy thế, bà thích luôn. Thế là đấy. Chị là có quan hệ mới quen biết mới chị với bà ấy. Ngày xưa này cũng ở bên ấy. Đấy, thì bà quý, có cái gì bà mua bán gì thì bà nhờ. Bên này thì gửi sang cho bà ấy. Vâng. Đấy. Thì bà cứ gọi nhiều, ưu tiên gửi cho bà trước, thì các bác cũng đặt tiền rồi.